Xin được chào đón quý cô chú anh chị và các bạn, chúng ta đã quay trở lại với kênh. Trong buổi chiều hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo anh Út An, anh Trung để chúng ta đi bẫy chuột các bạn ơi. Rồi đây anh Út An. Anh Trung các bạn. Rồi. Ai kiếm 13 cái gặp bự thì phải đủ đậy luôn nha. Rồi. Kiếm hàng khủng vậy ơi. Nhâm hết á. Kiếm con trâu, con bò gì nữa nói cũng nhâm nữa. Đây các bạn, giờ là thời gian cũng trên 5 giờ các bạn ơi. Chúng ta sẽ đặt cho tới tối. Rồi khoảng 8-9 giờ chúng ta sẽ tổ chức gỡ gặp lần 1. Và sáng chúng ta đi gỡ lần 2 các bạn. Cánh đồng lúa cũng mới cắt các bạn ơi. Chuột nó gom mấy cái gò này nè. Các bạn ơi, ở đây là dự báo sẽ có cống nhâm nhiều các bạn. Một số người đặt trước thì nói là khu vực này đặt là chuột cống nhâm là toàn khủng không các bạn. Con bự bự mà. Mong rằng là tối nay là chúng ta sẽ được vài con cống nhâm khủng các bạn ơi. Đặt chuột cơm trước. Tối nay kiếm vài cống nhâm khủng. Cắt những cái đụng. Cái đụng đi xuống nè, nguyên dãy nè. Cũng thế là an toàn. Ừ. Đang đặt cái đây 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 nè. Nè nè nè, gúng kinh. Rồi lên trên hai luôn. Rồi rồi chạy luôn rồi. Chạy luôn các bạn. Rồi chưa về hết mà chuột chạy quá trời các bạn ơi. Khu vực này dữ lắm rồi. Lúa mới cắt nó gom vô đây nè. Quá khứ chuột. Giờ này bắt đầu nó chuẩn bị ra để kiếm ăn cái gì. Ăn cái gì? Chưa tối nó mới ra. Ở đây đường nó đi láng bóng rồi các bạn ơi. Đường nào đường nấy quá trời láng. Đường nó giấu là mới đi không. Ở trên cái bờ hầm nó đi xuống. Cái đường láng mướt. Đường nào cũng vậy. Đường đi nữa các bạn, quá trời cái đường này. Hết đi đường đặt luôn. Hết đường đặt luôn. Vòng qua vòng lại giữa cái mê cung nữa các bạn. Chọn đường đặt nó cũng khó nữa. Đấy đằng này nè, là đó bạn. Đây đây là xéo xẹo cái đập rồi. Bẻ cái cây lên cho nó nằm co lên. Trời ơi, đang đặt mày chọc dính luôn các bạn ơi. Đâu nó chui lên á. Đạp lên nó. Đạp lên luôn. Chết mình. Thôi cái chụp bự luôn. Nông nó quay nè. Ơi. Trời ơi. Số mày xui chưa gì hết rồi. Ở đây dự báo là chuột nhiều lắm các bạn ơi. Quá nhiều. Quá nhiều rồi. Mình vừa đi là dưới cỏ nó chui lên luôn. Ơi. Đâu nằm đây là nước đạp dạch đường ra đặt. Trời ơi. Quá chứ chuột rồi. Em hy vọng nha. Hy vọng. Đang đi mà gì là thấy. Hy vọng ngon. Rồi một em mới đi đặt mà dính rồi các bạn ơi. Chưa kịp. Đạp nó cái sỉnh luôn. Nghe giò mà. Đạp bánh trời nó tức cái kèm. Các bạn nhìn cái đường mòn từ trên cái gốc cây dừa nó xuống rồi các bạn. Rồi gần hai ba đường tủa xuống rồi. Quá trời. Ê, đừng lạc cái đó. Đặt ở dưới này. Đặt dưới đi đó nó không chạy đâu. Chạy đó nó chống quá chống. Với cỏ. Quá khứ cái hệ thống ở đây chuột gì đâu mà nó đường nào đường nấy mới rượt à, mặt trời cũng sắp quất bóng các bạn ơi. Đặt nãy giờ thì cũng chưa xong cái bờ này nữa. Bờ này quá trời luôn, quá trời hang đường đi mới rượt không. Dài dài đây. Các bạn nhìn cái đường nó đi nó láng rồi các bạn.
Ừ. Ừ. Đặt cái hết gặp luôn cái bờ này không á. Không đủ gặp. Đi. Bạn, cơm đùng quá bự các bạn. Cơm luôn, đặt luôn. Ủa. Ở dưới này. Ừ. Đi lòn lòn dưới đó. Đây phát hiện toàn là hang cúng nhum các bạn ơi. Hang nào nó cằn cằn không? Quá dữ. Thường ở trong mấy đám cỏ nè. Chuột cũng nhum nó ở không mà. Có voi. Quá khứ rồi. Nguyên cái bờ cỏ này cho đặt hết gặp luôn rồi. Còn mấy cái không đủ gặp rồi. Rồi các bạn nhìn các bạn. Cái hang này. Có cức lõng lõng rồi. Hay cức nó ỉa trong luôn. Rồi đặt vậy nó ở đúng đích là sao? Đâu có. Ngược lại chứ. Quá khứ hệ thống hang này. Trên đó nữa kìa. Bự tính rồi. Đặt cái này hết cái bờ này là cũng tới tối các bạn. Hẹn các bạn tối hôm nay chúng ta sẽ gỡ gặp lần một các bạn. Trời tối luôn rồi. Bây giờ là đã 8 giờ các bạn ơi, chúng ta đã vào chỗ thành gặp chúng ta thăm bảy lần một các bạn. Tới địa điểm các bạn ơi. Chỗ luôn chỗ trắng. Chị có đặt đây mấy cái nè. À, ở đây không chạy à. Không chạy giờ chỗ khác. Chạy đi đi. Đem đây là có không? Ừ, chuột chạy các bạn ơi. Ếch ếch hả? Ôi ôi. Con ếch nó chạy bạn. Ê ếch đi các bạn ơi, khu vực này ếch nhiều quá. Đó 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 đó, chụp. Ờ ừ. Rồi lại đây nè, tới này luôn nè, nè. Rồi tới này luôn, nè nè, chúng. Đó. Chạy theo không kịp các bạn ơi. Ếch. Ếch cũng không lớn lắm. Dẫn quá. Rồi có các bạn ơi. Đi vô
và bên kia thăm gặp thì gặp hết sao. Rồi. Rồi. Ê. 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 Chạy nhanh dữ. Nằm đây nè. À mẹ nó mập ở đây không thấy trời. Cho đó cái đi. Ừ. Đưa đó cái gặp đi. Có đường. Ơi. Rồi bỏ đi, đứa nhỏ. Ôi ơi. Chứ nào? Ừ. Chưa, nó không vô gặp rồi bạn ơi, chạy ở ngoài không à. Ừ, bự rồi. Bự. Ê, mày. Rồi, chiều bao? Ở khu vực này chiều không có đặt các bạn ơi, đặt ở khu kia. Tại đặt gặp rồi. Quá trời đường dài nó hết gặp luôn rồi. Ừ, nhóc chân mà không hết gặp mà đặt. Chỗ này ăn lúa rồi kìa. Kìa, chụp anh kìa. Lúa. Kìa đưa lui ra kìa. Chỗ nào đó? Đây nè, nghe cái thằng gọi á. Rồi kìa nó chạy qua cho lại kìa. Để em đi tới xíu coi. Đó. Đó nó chạy qua cho lại đó. Nè, để gặp mày đặt cái chăng đó luôn coi. Con chuột. Con hang, con hang rồi nó vô hang rồi giờ. Đó nó nằm đó, nó chạy qua cho lại nó giờ. Cái hang đó. Đặt cái đi. Ờ, nó chạy nhiều quá các bạn ơi. Quá rồi. Ôi, nó chạy rung rinh cây luôn. Ừ, đó, đó. Ừ, giống giò đó. Xuống đó đó. Xuống đó một con dưới này nữa. Nè, nó này chạy qua nè. Ô, bà nhổ. Đó, ừ đó. Dục này. Khu này chuột còn nhiều quá các bạn ơi. Không có gặp đặt hết rồi. Đi đội ra đằng kia mà chuột nó chạy lên nữa chứ. Cô này không có đặt gặp. Đi đi bắt không được đâu. Có đó, quá bự kìa. Quăng cái bao đi. Ừ, cuối cùng nè. Trong đó chắc có hang vô. Hang rồi. Hang rồi. Quá trời người. Ừ. Ừ, chạy một rung rinh cây kìa. Trời ơi. Trời đây cây. Đây cây. Quá chuột rồi các bạn ơi. Trong cái bụi luôn chàng á. Ừ. Vũ vũ cho chạy xuống. Vô hang rồi. Trong đó có cái hang. Nè, đặt đi. Chạy đi. Chạy con tức. Thôi. Trời ơi. Đây nè, trên đó, đó. Nè. Rồi. Chạy đây nè, tiêu rồi. Trời ơi. Dẫn quá các bạn ơi. Bỏ xuống nè. Bỏ dưới. Hả? Chạy dưới đó. Đó. Nè.
không? Này. Đó đó đó, con Vinh đó. Ờ nhỏ. Bỏ đi. Nhỏ. Hai ba con luôn. Bỏ đi, nhỏ mà. Bay đủ luôn kìa. Kìa nè, cái bự chạy đây nè. Ôi giời. Tức thiệt. Tức. Trời, tức nè. Hả? Lộn. Đâu. Qua đây nè. Ừ. Quá thứ rồi. Chụp bự các bạn ơi. Rồi ơi, em. Mở ra. Chụp địch. Rồi ơi. Rồi, một em. Hai em. Hai em, hồi nãy bắt em nữa. Ở đây hồi chiều im lắm mà không dính các bạn ơi. Lúa không bó tay. Nó dính tời. Tời tời không dính luôn tời. Con nãy dính đâu vậy? Tời tời. Không. Đâu. Rồi vô hang luôn. Đi ra đây nè. Đâu hang đây con nè. Đây nè. Chấp. Ăn được quả luôn. Chạy đâu rồi? Đây, con này. Ôi trời. Lửa. Bành cây bự. Giái giái. Rồi. Được. Chút vô. Cũng hết gặp luôn rồi. Không dính. Coi trên đó đó, đặt trên đó không? Trên đó, không có đặt. Chết luôn. Không được gì ta. Đường này đi, dở, dở đây. Đường láng quá không? Chết. Ê, quả bự. Ở đây, quả bự nè. Nè, chung chung trên đó chung. Nè, 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 nè. Nè, lấy nè. Nè, 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 nghe chân vô cái chỗ mà tôi gọi nè. Rồi, chạy lên này chung. Vô vô gặp mà nó ra ngoài không các bạn, con bự bự không à, trục quá bự, còn không à, con trùng nãy bự lắm, kêu luôn. Chừng chạy đắng vô gặp á. Chớ lại rồi. Vô luôn. Chạy mạnh chút cái tay. Tống gặp là gì mà không dính cái nào. Ừ, coi kỹ thôi, cho đây nhiều lắm á. Nè, nó chân không dính. Nè, dính con nè. Nè, bởi đâu? Dính nè, bởi chạy vô. Ừ, chạy vô đó, vậy lật luôn kìa. Lật luôn hả? Đó. Ừ, ơi, mới chạy vô vậy á. Bung bung luôn. Nghe chập cái kịch phải không? Ừ. Chạy đâu cho thoát vậy. Từ nãy nó nè, nó bự rồi. Ừ, bự đã. Đây gãy vô dấu đựng. Quá đường không biết đường nào nữa. Đứt. Chạy khơi khơi các bạn ơi, vô gặp nó chạy khơi khơi không. Rồi chúng ta qua cái bờ bên đây các bạn. Bờ bên đây là đặt các cái gặp công nhâm các bạn ơi. Hang bự bự không à. Gì, nãy giờ không có không hả? Công nhâm này nãy giờ không chạy các bạn. Bờ công nhâm. Không có luôn. Cái nào thấy không em về qua cánh bên kia.
cái này đi. Rồi, phát hiện chuột nó chui vô đây quá trời nhiều các bạn ơi. Sao bắt đây. Chui vô đóng rồi. Quá thứ rồi. Đặt thì nó không vô gặp mà nó chạy ngoài không các bạn. Cái. Ừ, chụp chua. Hấp dẫn các bạn. Đem gặp ở đây ra đi. Đó, dữ lắm mà không bắt được à. Quá thứ rồi bạn. Vui tức gì. Rồi đi. Rồi chúng ta dời mấy cái gặp cống ngâm qua bờ kia các bạn ơi. Bờ này thấy nó chạy nhưng mà bắt không được rồi. Về qua kia im hơn. Chúng ta đặt mấy gặp chuột cống ngâm lại các bạn ơi. Kia nó không chạy. Đi cái bờ khác chúng ta đặt lại. Rồi, chúng ta đã chỗ này chuột đi chứ. Cầm. Xong rồi các bạn ơi. Tổng kết lại thì đi thăm đợt 1 hình như được 4 5 con hả? Hay thất quá cả. Cái gì? Đặt quá ngược. Gì? Rồi hẹn quý vị sáng mai chúng ta sẽ đi gỡ bẫy rồi cuốn bẫy gì luôn các bạn ơi. Đi thăm đợt 1 thất à. 4 5 con nha. 4 con. Hôm nay xong rồi. Hôm nay thấy im quá mà chỗ im quá mà sao không chạy. Rồi bây giờ là 6 giờ sáng các bạn ơi. Chúng ta vô chúng ta thăm bẫy chuột các bạn. Rồi đang dịch buổi sáng các bạn ơi. Dịch đẻ. Rồi chúng ta vào địa điểm để thăm bẫy các bạn ơi. Vừa gỡ mấy cái các bạn. Chạy nha. Tha là chạy ngoài chứ không chạy vô. Ôi ơi. Chuột nó chạy ngoài. Kìa. Đã tháo bến nó gọi chú hang. Kìa ngoài luôn kìa. Kìa nữa nha. Trời ơi. Còn đó kìa đi đâu. Rồi, tha là chạy ngoài chứ không chạy vô gặp ha. Rồi chui đây cái gì đâu. Cái luôn hả? Chuột nha. Khôn quá. Chạy ngoài khơi vậy chứ vô gặp là không đó các bạn. Khu vực im quá mà có chuột mà không chạy các bạn. Đặt cái gặp làm sao đó. Con đâu? Con nó chắc bằng ngón tay. Quá bự. Trời. Chụp lứa. Nãy giờ gỡ cả mấy chục cái mà mới dính được con nhỏ. Quá dở.
cái mương bông súng rất là đẹp các bạn. Rồi chúng ta lại cái khu đặt cống nhâm hôm các bạn ơi. Khu đặt chuột cơm thì sáng gỡ được con thất rồi. Mong là khu cống nhâm là ngon lành. Trời nó ủi á. Văng ra gì? Gặp gặp không? Đâu? Ở đây. Ừ, đây thường cũng nhâm được các bạn. Cũng nhâm. Bự hơn. Ừ, im đi. Không phải lưới nhỏ đâu. Chuột bự luôn chứ lưới gì nữa. Dạ kìa. Ừ, bự mà, không có lứa. Ừ, bánh kia nè. Ừ, cái lông nó muốn bạc rồi chạy. Gần giáp đi bạn. Từ từ. Gần giáp thì gặp luôn lứa. Ừ, ngon lành đó. Rồi. Dời quá rồi. Ừ, ngon. Im các bạn ơi. Tưởng nó không có luôn mà em. Qua đem mười cái gặp cống nhâm. Đem qua đây. Nè hả? Ồ ừ, thấy không? Trời chứ. Ngon. Vậy mà nó qua đây không có gì trời. Ngon im rồi. Nè hả? Tại nguyên bảy cống nhâm đây. Cống nhâm nữa rồi. Cống nhâm nữa. Thấy không? Nguyên bảy luôn rồi. Ừ. Chân có chân. Được. Ôi ơi. Lứa lứa. Ừ, cái thang không tụt nè. Chụp chụp đậu luôn. Cái phèn không có xuống nè. Trời ơi. Gặp nào để vô ra. Gặp bự không dính nè. Để vô đi, để vô đó lại đi. Có cái nào đâu. Đây hai cái dính ba cái. Để vô gặp nhỏ không được. Thôi lại cầm. Biết không? Nghe mày cũng nhâm luôn. Bự. Vô. Ừ. Ừ. Hả? Thôi, thù làm vậy trời. Bự. Ngọ. Đã quá đã trời. Trời. Kêu kìa. Con này con bò. Em đi. Kêu quá. Ngon không? Rồi đây đây. Ừ, đặt được chưa? Gặp ổn lồ. Ừ, chụp cơm. Gặp này đúng là lúc này chứ. Không chứng. Qua đây tự nhiên nó có mùi sưng lên ta. Ừ, sưng lên, nãy giờ đi không thấy nha. Rồi, lại đây đi. Đây các bạn. Chết hả? Sập hả? Ừ. Đây không có phải không? Bạn bị bắt hả? Bạn bị bắt hả? Hôm đây có hai gặp hả? Rồi. Cũng đỡ rất dễ được vài con. Cũng nhâm. Ừ. Cũng ngon rồi. Rồi video xin phép được kết thúc tại đây quý vị ơi. Nếu quý vị thích video này hãy cho nhớ một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé. Rồi bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở clip sau. Dân giác được khúc sau các bạn ơi. Cùng yên. Một quá đẹp. Đó đã.